người dân đứng tim khi thấy đàn cua khổng lồ tập kích ở bờ biển. Đang đi dạo ven biển, người đàn ông bỗng thấy có những vật thể hình thù gớm ghiếc. Sau khi tiến lại gần để nhìn rõ hơn, thì trong chốc lát, hai chân anh ta mềm nhũn đứng không vững, toàn thân run lẩy bẩy khi trước mắt anh là những con cua khổng lồ không biết từ đâu ra tới. Ôi, không nhảy gì. Những giống loài to như cua hoàng đế, người đàn ông đã từng thấy qua. Tuy nhiên, cua có kích thước khủng đáng sợ như kia thì đây là lần đầu tiên trong đời. Ông không ngừng thắc mắc, đây là loại cua gì mà nhìn kinh dị đến như vậy? Nguyên một đàn, con nào con nấy đen xì, trông rất dữ tợn. Càng của những con cua kia, to và cực kỳ sắc nhọn, khiến cho người đàn ông thấp thỏm, nếu nó di chuyển và tấn công thì không biết sẽ gây ra sát thương nghiêm trọng đến nhường nào. Điều bất ngờ là chúng chỉ đứng yên một chỗ, không cử động. Ông ta lo sợ, đây giống như một trạng thái rình mồi của những con vật khác. Khi xác định được mục tiêu rồi thì những con cua sẽ lao tới và khiến cho mọi người gặp nguy hiểm. Cộng đồng mạng xem xong video của người đàn ông cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng, liên tục xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng đây có thể là họ hàng của cua nhện, hoặc chính là cua hoàng đế nhưng đã biến thể sang một chủng loài khác. Tuy nhiên, một số người lại nói, nếu nhìn kỹ hơn thì những con cua giống như những bức tượng để trang trí cho bờ biển, phục vụ cho du lịch. Hay nó là họ hàng của cua nhện mà khoa học chưa phát hiện ra? Nhìn to phát khiếp luôn ấy. Có ai nghĩ đây là một dạng mới của cua hoàng đế không? Thấy cũng giống mà. Hình như là họ dựng tượng lên cho khách chụp ảnh thôi hay sao ấy. Nhưng mà tượng như thế này, du khách thấy thì cũng chỉ biết xách dép chạy thôi. Còn bạn nghĩ những con cua đáng sợ trong video là thật hay đơn giản chỉ là những bức tượng để trang trí? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!